Toàn cảnh giao dịch thị trường Tôm Đồng bằng sông Cửu Long ngày 1 tháng 7 năm 2024, hiện giá mua tôm thẻ nguyên liệu, hàng tươi, cỡ 50 con 1 kg tại các nhà máy lớn khu vực Sóc Trăng dao động quanh mức 96 đến 115.000 đồng 1 kg, ngang bằng hoặc thấp hơn 1 đến 4.000 đồng 1 kg so với giá mua của các nhà máy tại Cà Mau ở mức 87 đến 105.000 đồng 1 kg sau khi bao gồm trợ giá. Với hàng ngâm Giá tại nhà máy khu vực Sóc Trăng cỡ 50 con 1 kg ở mức 85 đến 97.000 đồng 1 kg, khu vực Cà Mau, Bạc Liêu ở mức 88 đến 98.000 đồng 1 kg, lượng mua tôm thẻ nguyên liệu của các nhà máy lớn tại Sóc Trăng hầu như ổn định kể từ cuối tuần. Giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá, giá mua tôm thẻ ướp đá tại đầm các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu đầu tuần này hầu như ổn định với hầu hết kích cỡ chỉ giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg với cỡ 50 con 1 kg. Riêng với hàng màu đẹp, giá giảm 1.000 đồng 1 kg với các cỡ 50, 80 đến 100 con 1 kg. Cụ thể, cỡ 30 con 1 kg ở mức 121 đến 123.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 94 đến 96.000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg ở mức 84 đến 86.000 đồng 1 kg. Giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá mua tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre giảm lại 3 đến 5 000 đồng 1 kg với các cỏ 20 đến 25 con 1 kg hàng không kiểm màu và cỡ 50 đến 60 con 1 kg hàng màu đẹp. Trước đó từ cuối tuần, giá mới bắt đầu phục hồi nhẹ 1.500 đến 3.000 đồng 1 kg với hàng màu đẹp, các cỡ 50 đến 100 con 1 kg. Cụ thể cỡ 20 con 1 kg ở mức 175 đến 180 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 120 đến 125 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 95 000 đồng 1 kg. Thị trường tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long, đối với giao dịch tại đầm, giá tôm ướp đá cỡ 20 đến 50 con 1 kg gần như không đổi so với cuối tuần trước. Giá tôm cỡ 30 con 1 kg tiếp tục giữ ở mức 135 đến 140 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 105 đến 110 000 đồng 1 kg, tôm không kiểm tra kháng sinh tại Cà Mau và Bạc Liêu. Giá tôm sú oxy tại các đầm các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũng ổn định so với cuối tuần trước. Trong đó, cỡ 20 con 1 kg ở mức 270 đến 290 000 đồng 1 kg cỡ 30 con 1 kg ở mức 190 đến 200 000 đồng 1 kg, tôm màu đậm, đều cỡ.